Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nhuộm màu đen tại nhà với số tiền rất là nhỏ, chỉ khoảng 15k. Ví dụ tóc của các bạn đang là màu nâu, màu đỏ, màu vàng, màu cam hoặc là tóc của bạn đang bị bạc đi chăng nữa thì các bạn vẫn làm theo cái công thức của mình thì các bạn sẽ nhuộm lại về màu đen được nhé. Rồi trước tiên thì các bạn sẽ ra tiệm phụ liệu tóc ở nơi mình sinh sống các bạn mua cho mình một típ màu 3.0 3.0 hoặc là 3.0 nó cũng giống nhau nha các bạn nếu mà tóc của bạn bị bạc nhiều thì các bạn sẽ mua cho mình tip 2.0 hoặc là 2 sẹt không Nó sẽ giống nhau. Và một chai oxy 3%. Cái này chai này gọi là chai oxy nha các bạn. À, oxy 3%. Cái hãng thuốc này thì các bạn mua của hãng thuốc nào cũng được nhé. Chỉ cần là đúng cái mã như mình giới thiệu các bạn là được. Một tiếp thuốc như vậy thì khoảng 40 đến 50 ngàn thôi Bởi vì thuốc nhuộm đen nó rất là rẻ Thì một lần các bạn nhuộm thì nó không hết một tip đâu Khoảng 1 phần 3 tip Thì các bạn chia ra thì một lần nhuộm của bạn chỉ khoảng 10 năm 20 ngàn Sau khi mua được màu rồi thì các bạn sẽ về và trộn hai cái hỗn hợp này lại với nhau Các bạn sẽ lấy màu 3.0 các bạn lấy một lượng vừa đủ để sao cho mình nhuộm lên tóc của mình nó phủ hết tóc là được bạn căn một uh, lượng vừa đủ nha khoảng 1 phần ba tiếp là các bạn có thể nhuộm được hết đầu rồi và các bạn sẽ lấy một lượng oxy 3 các bạn cho vô cái màu và cái oxy nó sẽ bằng nhau đó các bạn tỷ lệ một một có nghĩa là một màu và một oxy nó sẽ bằng nhau rồi các bạn sẽ trộn đều lên cho mình sau khi các bạn trộn đều thì các bạn sẽ tiến hành nhuộm lên tóc của mình các bạn nhuộm đều từ trong chân tóc ra ngoài tóc cho mình nhé Khi mà các bạn nhuộm lên tóc thì khoảng 15 phút là nó sẽ xuống màu đen như vậy. Nhưng mà để cái màu đen nó giữ được lâu hơn thì các bạn phải để cho mình khoảng 35 đến 40 phút thì các bạn hãy đem đi xả nha. Với công thức này của mình thì các bạn nào mà không đi học tóc thì các bạn cũng có thể mua về nhà và các bạn có thể tự nhuộm được. Rồi mình chúc các bạn thành công nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình.